Rice và huấn luyện viên Slovakia xô xát, suýt nói chuyện bằng nắm đấm. Sau khi trận đấu giữa Anh và Slovakia tại vòng 1/8 Euro 2024 kết thúc, giữa tiền vệ Declan Rice và huấn luyện viên Francesco Canjona đã xảy ra xô xát. Rất may, cầu thủ đôi bên đã kịp xuất hiện để ngăn chặn những cái đầu nóng. Ở vòng 1/8 Euro 2024, Anh được đánh giá cao hơn Slovakia nhưng phải cần tới 120 phút để giành chiến thắng 2-1. Tại hiệp thi đấu chính thức, tiền vệ Jude Bellingham đã cứu tam sư bằng bàn thắng đẹp mắt ở phút bù giờ trước khi Harry Kane ấn định chiến thắng cho đội nhà ở đầu hiệp phụ đầu tiên. Sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài, huấn luyện viên Slovakia là Francesco Canjona đã tiến tới vị trí của trọng tài chính để phàn nàn về điều gì đó. Tiền vệ Declan Rice đứng gần đó đã ra hiệu cho ông Francesco Canjona nên dừng ca thán vì trận đấu đã kết thúc. Vị huấn luyện viên của đội tuyển Slovakia đáp trả bằng cách đẩy Rice. Một thành viên khác trong BHL của Slovakia cũng hùa theo đẩy tiền vệ của Arsenal. Rice tức giận và có lẽ đã văng tục về phía huấn luyện viên Canjona. Không chỉ lời qua tiếng lại, Rice còn sấn sổ định dùng nắm đấm để giải quyết. Các cầu thủ Anh và Slovakia ở gần đó đã nhanh chóng can thiệp để tránh sự việc xấu xảy ra. Trong đó, thủ môn Ramsan đã kéo Rice ra ngoài để kết thúc cuộc cãi vã và hạ nhiệt cái đầu nóng của người đồng đội. Ở trận đấu này, Rice đã làm việc hết công suất. Thống kê cho thấy Rice có 109 pha chạm bóng, 90% đường chuyền đi trúng đích. 10 đường chuyền hướng vào 1/3 phần sân đối phương, 2 cú sút trúng đích, 1 chạm khung thành và 7 đường chuyền dài chuẩn xác. Tại khâu phòng ngự, Rice sở hữu 10 pha thu hồi bóng, 2 lần giải vây, 2 pha cắt bóng thành công, 2 cú tắt bóng chuẩn xác và 6 lần chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi. Ngoài ra, cựu đội trưởng West Ham còn suýt ghi một bàn với cú sút đập cột dọc ở hiệp 2. Hulscore chấm trình diễn xuất sắc này của Rice số điểm 7.8, tương đương Bellingham.